Ok, vừa rồi thì chúng ta vừa mới giới thiệu về môi trường làm việc này và các cái phòng công cụ, rồi hệ thống panel, thanh option và giới thiệu một vài các cái khái niệm rất là cơ bản, tạo, mở, lưu tài liệu và làm quen với hai cái công cụ là công cụ zoom và hand để phóng lớn và dịch chuyển trường nhìn cho cái bức ảnh ở trong Photoshop. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào các phần quan trọng hơn, đó là các khái niệm quan trọng nhất, khái niệm nền tảng của những bức ảnh ở trong Photoshop. Đây, khi mà tôi mở ra các cái bức ảnh thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có thể mở nhiều bức ảnh. Tuy nhiên, trong một thời điểm thì thông thường chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy được một bức ảnh thôi. Mỗi một bức ảnh thì nó sẽ được đại diện bởi một cái tab, một cái thẻ ở phía trên này. Nó có tên tuổi của cái bức ảnh đó. Nếu chúng ta mở nhiều ảnh và chúng ta muốn kích hoạt cái ảnh nào lên để xem thì chúng ta sẽ bấm vào cái thẻ tên của nó ở trên này. Nó sẽ giúp cho chúng ta là mở cái ảnh đó lên. Còn tạm thời cái ảnh kia thì chìm xuống dưới. Chúng ta cũng có thể là bấm vào một cái thẻ như này, chúng ta lôi xuống dưới thế này thì nó sẽ trở thành một cái ảnh mà trôi nổi ở phía trên màn hình làm việc. Muốn gắn nó lên thì chúng ta lại bấm vào cái thanh phía đen phía trên này, sau đó thì kéo thẳng lên trên cái phía phía trên màn hình thì nó lại được gắn vào trong cái nhóm. Còn một cái cách nữa đó là chúng ta sắp xếp các cái bức ảnh theo một vài cái thể khác nhau. Thì để làm cái việc này thì các bạn vào trong Windows. Trong Windows này thì các bạn tìm tới lệnh Arrange. Arrange này nó cung cấp cho chúng ta một số các cái cách mà phân bổ sắp xếp các bức ảnh để phù hợp với lại cái nhu cầu, phù hợp với cách làm việc của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta có Tie All Vertically này thì nó sẽ xếp dọc tất cả các cái bức ảnh cùng nhau như thế này. Đấy, lúc này thì mỗi một cái bức ảnh được coi là một cửa sổ con ở đây và chúng ta có thể bấm vào từng cái bức ảnh một để làm việc. Cái thẻ nào mà được làm sáng lên thì cái thẻ đó sẽ đại diện là cái ảnh đó đang được làm việc. Tất nhiên là hai cái ảnh này chẳng hạn cũng vẫn được hiển thị, tuy nhiên là thao tác thì nó sẽ chỉ nằm ở trong cái ảnh mà có cái tên thẻ được sáng lên thế này thôi. Một cách khác, Tie All Horizontal thì nó lại xếp theo chiều ngang. Đấy. Cửa sổ chia làm hai theo chiều ngang, cửa sổ chia làm hai theo chiều dọc. Tất nhiên số lượng thì có thể nhiều hơn nhưng mà nó sẽ chỉ phân bổ là hai cửa sổ thôi và sẽ có một số thằng sẽ được tích hợp với nhau trong một cửa sổ của nó. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ vào một cái khái niệm cơ bản, đó là tìm hiểu về cách làm việc và quản lý ảnh như thế nào. Ở đây thì chúng ta quan sát này. Tôi có một cái bức ảnh như thế này, một bức ảnh như thế này. Đây, chúng ta để nó là sắp hàng 3 đây. Ví dụ. Như này thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có vài cái ảnh được mở. Mỗi một ảnh này thì nó đại diện cho một cái nội dung khác nhau. Thế nhưng mà điểm chung của các cái bức ảnh là gì? Và chúng ta khi làm việc với các bức ảnh ở trong Photoshop thì chúng ta làm việc như thế nào? Làm việc với cái gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ xem này. Ở đây là một chân dung. Đó. Đây là một cái bức ảnh mà nó có các thành phần khác nhau. Trông qua chúng ta thấy là nó là các cái thức ăn, rau củ quả, thực phẩm. Thế còn cái ảnh này có vẻ như được ghép từ cái bức ảnh này, tức là lấy các thành phần từ các cái rau củ quả thực phẩm này, sau đó thì ghép lồng vào với nhau. Nội dung thì khác nhau. Đấy. Thế nhưng mà nó sẽ đều có một điểm chung là nó làm cái cơ sở để chúng ta có thể thao tác trên tất cả các bức ảnh. Thế chúng ta cần phải hiểu về cái cơ cấu làm việc, cấu trúc của một bức ảnh. Tôi lấy ví dụ, bây giờ tôi đóng cái này lại nhé. Chúng ta làm việc ở trên hai bức ảnh này. Ở trong này các bạn có thể liệt kê giúp tôi là những cái nội dung gì mà đang có mặt ở trong bức ảnh này không ạ?
chúng ta thấy có nấm củ này, có một lát thịt này, một quả dưa vàng này, một lát quả kiwi này, một bó củ cải đỏ này, đây có vẻ giống như là một quả lê này, rồi một cái nui này, rồi một cái quả óc chó này, đây có vẻ giống như một quả quất hay là quả gì đấy. Thế thì có thể có thứ mà các bạn sẽ không biết đó là cái gì, hoặc cũng có thể là bạn biết hết và bạn có thể chỉ ra đọc ra. Thế đấy là cái biết về mặt thị giác của chúng ta đó. Hay là chúng ta nhìn vào trong một cái bức ảnh, những cái có những cái chân dung chẳng hạn, người nào biết thì chúng ta chỉ ra đây là ông A, kia là ông B, người nào không biết thì chúng ta bảo ở đấy là một con người ở đấy, đơn giản thế thôi. Thế nhưng đấy là cái biết theo kiểu gọi là tri giác, thị giác. Thế còn biết của máy thì như thế nào? Máy nó có biết được là trong bức ảnh có cái gì hay không? Máy nó có thể chỉ ra được là đâu là quả dưa, đâu là cái nấm hay không? Thì không. Photoshop hoặc bất kỳ một cái chương trình nào đó có thể hiển thị ảnh hoặc là quản lý, có thể xử lý ảnh ở trên máy tính đều không có khả năng giống như người như thế. Vậy thì nó quản lý bức ảnh như thế nào và nó làm việc với các bức ảnh như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ xem bằng cách là chúng ta phóng lớn cái bức ảnh lên để chúng ta quan sát cận cảnh hơn những cái thứ mà đang có trong bức ảnh đó. Thì cái công cụ và cái phương pháp làm việc thì chúng ta nói với nhau rồi. Đây, bây giờ Control và phím cách để tạm thời chúng ta hoán chuyển sang thành công cụ Zoom. Tôi zoom lớn một cái khu vực ảnh nào đó lên để chúng ta xem. Ví dụ tôi zoom lớn cái nhóm củ cải đỏ này chẳng hạn. Thì khi mà zoom lớn lên, tôi thấy rằng là nó rất là gai, nó rất là khác so với cái tỷ lệ lúc ban đầu. Đó. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy nó tương đối là mịn màng, tương đối là đẹp đẽ. Nhưng mà bất cứ một cái khu vực ảnh nào khi mà tôi sử dụng công cụ zoom này, tôi phóng lớn lên, thì tôi thấy rằng là nó đều tương đối là khó nhìn khi mà chúng ta quan sát cận cảnh. Và một cái điểm chung mà chúng ta có thể nhìn thấy ở các cái bức ảnh này khi mà chúng ta phóng lớn lên, thì có vẻ như là nó là một cái tổng hợp của rất rất nhiều các cái ô vuông nhỏ nhỏ tạo thành. Mỗi một ô vuông nó chứa một cái màu sắc nào đó và sắp xếp theo một cách nào đó, thì chỗ này thì nó thành cái nấm củ, chỗ kia thì nó thành quả kiwi, chỗ khác thì nó thành lát thịt, chỗ khác nữa thì nó thành quả dưa. Nội dung thị giác thì chúng ta có thể nhận thức khác nhau, nhưng mà khi zoom lớn lên thì chúng ta thấy rằng là nó đều là những cái ô vuông nhỏ nhỏ cấu thành. Vậy thì chúng ta đi tới một cái kết luận và không phải riêng cái ảnh này, đúng không? Bây giờ tôi làm việc với cái ảnh này chẳng hạn, tôi cũng sẽ thấy giống như thế. Hoặc nếu tôi mở một cái ảnh bất kỳ ra, đúng không? Nội dung thì cực kỳ khác nhau, đúng không? Nhưng khi chúng ta phóng lớn lên thì thấy đều giống nhau ở một điểm. Tất cả đều là cấu trúc của tất cả các hình vuông tạo thành. Đấy, rất nhiều hình vuông là khác. Tuy nhiên là đều giống nhau. Đấy, là các hình vuông là tổ hợp thành. Nội dung thị giác thì chúng ta có thể bảo đây là một cô bé da đen, đúng không? Ảnh khác thì tôi lại mở ra lại một cô da trắng. Nhưng mà vấn đề là trắng hay đen thì cuối cùng nó cũng vẫn là điểm ảnh, nó vẫn là hình vuông đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta đi tới một kết luận chung là gì? Tất cả mọi bức ảnh đều được cấu tạo lên, đều được xây dựng lên từ các hình vuông nhỏ đó. Và đấy là cái thành phần nhỏ nhất để tạo lên bức ảnh. Trong thuật ngữ thì cái này gọi là điểm ảnh hay gọi là pixel. Ảnh nào cũng thế, đều là tổ hợp của các hình vuông này. Và như vậy khi chúng ta làm việc với một bức ảnh thì tức là chúng ta làm việc với lại các cái hình vuông nhỏ nhỏ này. Ok, vậy thì cái khái niệm đầu tiên là mọi bức ảnh, bất kể nội dung nó là cái gì, thì đều được xây dựng, đều được tổ hợp lên từ các điểm ảnh mà chúng ta gọi là pixel. Mà khi chúng ta chỉnh sửa, chúng ta sẽ làm được với các pixel đó. Nhưng đến đây thì lại xuất hiện một cái vấn đề. Số lượng pixel tùy từng ảnh
có thể là nhiều, có thể là ít, nhưng mà chắc chắn không phải con số nhỏ nhỏ đâu. Tại vì chỉ cần một cái đoạn như thế này thì chúng ta đã thấy là nó đã vài trăm pixel rồi đấy, một ảnh lớn thì là hàng ngàn hàng vạn pixel. Vậy thì bây giờ khi mà tôi muốn làm việc với một khu vực nào đó ở trong ảnh thì tôi làm việc như thế nào? Số lượng pixel rất lớn, làm sao để chương trình biết được rằng tôi muốn làm việc với pixel nào và tôi không làm việc với pixel nào? Tất nhiên là chúng ta có hai cái cách, một là chúng ta làm việc bằng các công cụ. Các công cụ thì thường là nó sẽ có các cách làm việc khác là làm việc trực quan. Một công cụ thì bao giờ nó cũng có cái diện tích của đầu công cụ. Các bạn nhìn vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có một cái vòng tròn. Khi tôi chọn một công cụ, đấy chính là đại diện cho cái diện tích đầu của công cụ. Và khi mà tôi chọn cái công cụ này và tôi nhấp chuột thì cái vùng làm việc hay là các pixel mà chịu tác động nó sẽ nằm ở trong cái phạm vi của cái diện tích đầu của công cụ đó. Tuy nhiên, một số lệnh khác thì nó lại làm việc ở cái diện rộng hơn. Nó không có cái diện tích như đầu công cụ như thế thì lúc đó sẽ dẫn tới một cái vấn đề rất là đau đầu. Ví dụ tôi muốn tô. Ở đây chúng ta thử hình dung như thế này nhé. Chẳng hạn như là một cái hình nào đó ở trong này, tôi muốn tô nó sang thành màu khác. Ví dụ quả dưa tôi muốn tô thành màu xanh, hay là ví dụ như là cái môi của cô này chẳng hạn, tôi muốn tô nó thành một cái màu đỏ hơn như thế này hơn chẳng hạn. Thế thì với công cụ thì rất là đơn giản, đúng không? Tôi muốn vẽ vào đâu thì tôi chỉ cần vẽ vào cái khu vực mà tôi cần, thì công cụ di đến đâu thì chúng ta làm chủ được cái thao tác là vẽ vào cái vùng mà chúng ta muốn. Tuy nhiên, nếu như tôi muốn tô bằng lệnh thì sao? Edit phim, bây giờ chúng ta làm quen một chút với lệnh tô. Khi tô bằng lệnh thì tôi sẽ có một cái bảng thoại như thế này. Ví dụ tôi chọn màu đỏ, ok, nhập lệnh tô. Kết quả thì tôi lại nhận được là không phải giống như là tôi sử dụng công cụ vừa rồi, là tôi tô vẽ được chính xác vào vùng cái môi, thì bây giờ tôi lại có một cái màu đỏ tô tô kín hết cả cái bức ảnh. Lý do vì sao lại như vậy? Lệnh thì nó cần phải có chỉ dẫn đó, làm việc vào đâu. Công cụ thì rõ ràng chúng ta đã tự chỉ dẫn rồi, chúng ta di công cụ vào đâu có nghĩa là chúng ta hướng dẫn cho nó làm việc vào vị trí đó. Nhưng đối với lệnh chẳng hạn thì rõ ràng là nó phải có một cái sự chỉ dẫn kỹ hơn. Ở đây có hàng nghìn hàng vạn pixel, nhưng khi chúng ta không chỉ định cho nó là làm việc với pixel nào thì nó sẽ hiểu rằng là làm việc với toàn bộ các pixel đó. Và đấy là lý do tại sao thay vì tô vào cái môi như vừa nãy thì nó lại tô đỏ toàn bộ cái bức hình như thế này. Vậy thì một cái khái niệm rất là quan trọng trong cái làm việc với Photoshop có nghĩa là chúng ta phải chỉ được cho Photoshop biết là làm việc với pixel nào và không được phép làm việc với pixel nào. Và đấy là cái khái niệm gọi là vùng chọn. Bây giờ chúng ta làm việc với lại cái một cái ảnh cụ thể như thế này nhé. Đây, quay về cái ảnh này. Ví dụ tôi muốn tô vào cái quả dưa thì rõ ràng tôi phải làm cho chương trình nó hiểu rằng là chỉ được phép tô vào những cái điểm ảnh mà đang thể hiện quả dưa này thôi. Nhưng nếu mà tôi không có một cái thao tác nào chỉ định thì nó sẽ lặp lại cái chuyện như vừa rồi. Ví dụ tô fill color, tôi chọn màu xanh chẳng hạn, thay vì dưa vàng tôi muốn làm cho nó giống như dưa hấu xanh xanh đi. Kết quả cũng giống hệt như vậy, không tô đúng vào cái chỗ như chúng ta mong muốn mà sẽ tô cả. Vậy thì chỉ định như thế nào và chỉ định bằng cái gì? Thì chúng ta sẽ phải chỉ định số lượng các pixel được phép làm việc thông qua một cái thứ gọi là vùng chọn. Đây, bây giờ tôi sẽ khôi phục lại bằng cách là vào menu file, ấn lệnh revert, hoặc các bạn có thể nhấn phím F12 để quay trở lại cái trạng thái gốc ban đầu của bức ảnh. Ở trong một số máy tính thì nếu mà máy xách tay có thể là các bạn sẽ phải nhấn thêm phím function cùng với phím F thì nó mới quay trở về được đúng cái lệnh đó nhé.
Bây giờ tôi sẽ giới thiệu về một cái khái niệm gọi là vùng chọn. Thế vùng chọn là gì? Vùng chọn là một cái cách mà chúng ta tạo ra một cái sự đánh dấu để báo cho chương trình biết rằng là những cái điểm ảnh nào được phép làm việc. Thế để tạo ra vùng chọn thì chúng ta có một số các công cụ được cung cấp như sau. Chúng ta có 3 nhóm công cụ bao gồm Rectangular, hay là chính xác gọi là Marquee, nhóm công cụ Marquee, nhóm công cụ Luxo và nhóm công cụ Magic Wand. Đấy là ba cái nhóm công cụ giúp chúng ta tạo ra các vùng chọn. Và bằng cách tạo ra vùng chọn như thế này thì chúng ta sẽ đánh dấu, chúng ta sẽ báo cho chương trình biết là những cái điểm ảnh nào được phép lựa chọn và làm việc. Thế vùng chọn thì trông nó như thế nào? Nó có hình dạng ra làm sao? Thì chúng ta thử nghiệm bằng một cái công cụ rất là đơn giản như thế này. Chúng ta chọn thử với công cụ Rectangular Marquee. Chọn công cụ, sau đó đưa vào trong bức ảnh, nhấp giữ chuột và chúng ta kéo một chút. Các bạn sẽ thấy tạo ra một cái vùng như thế này. Vùng này là một cái vùng được khoanh bởi một cái đường viền đứt đoạn. Các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, hoặc là người ta sử dụng một cái khái niệm khác là đường tiến bò. Thế đường này xuất hiện rồi thì nó có tác động gì vào bức ảnh hay không? Không, không tác động gì đến bức ảnh hết. Nó xuất hiện như thế, chúng ta nhìn thấy nó, nhưng hiện tại nó được gọi là một cái vùng floating selection, một cái vùng chọn trôi nổi. Tôi có thể sử dụng chính cái công cụ đã tạo ra nó, bấm vào đây và tôi di chuyển, lôi kéo nó đến bất cứ chỗ nào trên bức ảnh. Các bạn thấy là rất là dễ. Nhưng nó xuất hiện như vậy và nó không tác động gì đến bức ảnh cả. Cho tới khi nào mà chúng ta sử dụng lại thì lúc đó nó sẽ rõ cái vai trò của nó. Ví dụ như sau, tôi thực hiện lại cái lệnh tôi như vừa rồi. Đó. Vào Edit và Fill, chọn Color, chọn màu xanh tôi muốn, nhấp OK, OK thêm một lần nữa để ra lệnh tô, OK. Và bây giờ chúng ta nhận được kết quả là màu xanh đã được tô vào trong cái bức hình. Và lúc này thì rõ ràng là màu xanh nó không tô tràn hết cả bức ảnh giống như vừa nãy, mà nó có sự chỉ đạo và nó sẽ chỉ tô ở trong cái phạm vi cái vùng chọn mà chúng ta vừa vẽ ra thôi. Như thế thì chúng ta sẽ hiểu rằng là cái vùng chọn này nó có vai trò là giới hạn vùng làm việc tại những cái nơi mà chúng ta muốn. Tất cả các pixel khác nằm ngoài cái vùng chọn này thì không nhận lệnh, chỉ những pixel nào nằm trong vùng chọn thì mới nhận lệnh thôi. Và do đó thì chúng ta bắt đầu chỉ định được một cách chính xác cho Photoshop biết là tôi muốn làm việc với pixel nào và tôi không làm việc với pixel nào. Và khi cái vùng chọn này có thì tôi sử dụng lệnh thì nó chỉ tác động ở trong này thôi. Nếu tôi sử dụng công cụ thì sao? Tôi sử dụng công cụ tôi vẽ ra các vùng khác thì các bạn cũng sẽ không thấy có bất cứ tác dụng gì cả, trừ phi là tôi đưa công cụ tôi vẽ vào trong cái vùng chọn này. Vùng chọn xuất hiện thì tất cả mọi thao tác, tất cả mọi lệnh đều chỉ được phép làm việc ở trong cái vùng đó thôi, còn ngoài ra thì nó sẽ không nhận. Đấy, đây là cách mà chúng ta sẽ làm việc một cách chính xác với những cái vùng mà chúng ta mong muốn. Thế thì vùng chọn tạo ra rồi, có hủy bỏ được không? Có hủy bỏ được. Chúng ta dùng những cách sau để hủy bỏ. Nếu đúng lệnh theo chuẩn quy tắc thì chúng ta sẽ vào menu Select, tất cả những gì liên quan tới tạo vùng chọn, xử lý vùng chọn, vân vân, thì chúng ta sẽ vào menu này và chúng ta sẽ có lệnh là Deselect hoặc là tìm tắt nó là Ctrl D. Bấm vào đây nó sẽ hủy bỏ vùng chọn đi. Thế còn những cái lệnh nào nữa liên quan ở đây? Chúng ta có lệnh reselect, shift Ctrl D thì là giúp chúng ta chọn lại cái vùng chọn vừa bị hủy đi. Một vùng chọn nữa, lệnh nữa đó là gì ạ? Invert. Invert là đảo ngược vùng chọn. Hiện tại đang có một vùng chọn như này, tất cả mọi thao tác chỉ được chấp nhận ở trong cái ranh giới phạm vi này thôi. Và ở phía ngoài này hoàn toàn không nhận lệnh, hoàn toàn không thể thao tác được. Thì nếu như tôi nhấn lệnh Invert thì nó đảo ngược lại, nó lại chừa cái vùng con này ra và nó chọn tất cả những vùng bên ngoài. Đây, bây giờ tôi có thể vẽ vào đây nhưng tôi lại không thể vẽ vào vùng này được vì vùng chọn đã được đảo ngược lại rồi. Thế còn Select All hay là Ctrl A thì là chọn toàn bộ diện tích hiện có của bức ảnh. Thực ra thì có hai cách hiểu. Một là gì? Không chọn gì cả cũng có nghĩa là Select All.
Hoặc hai là chọn lệnh Sierra Leone thì sẽ là Sierra Leone, chọn tất, cách nào cũng được. Như vậy là chúng ta đã bắt đầu làm quen với cái việc là tạo ra một vùng chọn để giới hạn cái vùng làm việc. Và bằng cách này thì chúng ta sẽ có thể làm việc chính xác vào cái vùng mà chúng ta mong muốn. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về một số khái niệm cần phải nắm được đối với cái vùng chọn như sau. Thứ nhất là vùng chọn, như tôi vừa mới giới thiệu, khi chưa thao tác gì cả, nó là một cái vùng trôi nổi, không ảnh hưởng gì đến thao tác, không ảnh hưởng tới bức ảnh của chúng ta. Tuy nhiên, khi mà có vùng chọn này thì mọi lệnh, mọi công cụ chỉ được phép làm việc ở trong này và không lấn ra phía ngoài. Đấy là khái niệm đầu tiên. Có thể tạo ra một vùng chọn, có thể hủy bỏ vùng chọn đi. Và hủy bỏ vùng chọn thì như vừa rồi chúng ta có nói là lệnh deselect, Ctrl D để hủy bỏ. Ngoài ra chúng ta còn mấy cách như thế này nữa. Một là các bạn sử dụng công cụ tạo vùng chọn, bấm ra một cái điểm ngoài cái vùng chọn này, chỉ cần kích chuột thôi, bấm ra ngoài, nó sẽ hủy bỏ vùng chọn hiện hành đi. Hai là nếu đang có một vùng chọn mà bây giờ tôi bấm ra ngoài, tôi vẽ một vùng chọn mới, thì vùng chọn mới sẽ tự động hủy bỏ vùng chọn cũ đi. Trên nguyên tắc thì bao giờ chúng ta cũng sẽ chỉ có một vùng chọn hiển thị trong một thời điểm thôi, không bao giờ có hai. Thế vùng chọn này có rồi thì tôi còn làm được gì nữa ngoài cái việc là tô màu hoặc là áp dụng một cái lệnh nào đó? Thì tôi cũng có thể là sử dụng mấy lệnh như thế này, edit, copy. Đó, tôi có thể copy. Copy này là gì? Copy là sẽ copy tất cả các điểm ảnh nằm trong vùng chọn đó. Và nếu như tôi dán vào edit paste hay là Ctrl V thì tôi sẽ dán những cái điểm ảnh đó vào. Và lúc này các bạn nhìn thấy là đây là một sự nhân bản. Đó, tạo ra các vùng điểm ảnh mới. Hoặc nếu mà tôi sử dụng lệnh cắt, edit, cắt, thì cái vùng điểm ảnh này sẽ bị cắt ra khỏi bức ảnh. Lúc này những cái điểm ảnh đó không còn tồn tại trong này nữa, và nó được sao chép tạm thời vào trong bộ nhớ của máy tính. Sau đó tôi có thể Ctrl V, tôi lại dán nó lại vào trong này. Đấy, và lúc này làm gì thì chúng ta tính sau. Đó. Tiếp nữa này, khi tôi có một vùng chọn, tôi có thể dịch nó đi, tôi có thể kéo nó ở trong cái phạm vi của bức ảnh. Các bạn sẽ làm quen với công cụ Move này. Với công cụ Move, khi chúng ta đưa vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có điểm khác nhé. Công cụ tạo vùng chọn, khi mà chúng ta đưa vào đây thì chúng ta thấy có một cái mũi tên tam giác nhỏ nhỏ này. Tôi có thể lôi kéo cái vùng chọn, tuy nhiên không ảnh hưởng gì đến bức ảnh. Nhưng nếu tôi sử dụng công cụ Move mà tôi đưa vào đây thì chúng ta sẽ có một cái mũi tên đen kèm theo một cái kéo. Tức là khi mà tôi bấm vào đây tôi kéo thì nó sẽ lôi, nó sẽ cắt cái điểm ảnh này. Lúc này nó sẽ trở thành một cái vùng gọi là floating image, hay là chúng ta gọi là vùng điểm ảnh trôi nổi. Và tôi có thể lôi kéo nó đi bất cứ chỗ nào tôi muốn ở trên bức ảnh này. Lúc này thì nó đang trôi nổi thôi, chưa tác động gì, chưa liên quan gì tới cái ảnh ở dưới cả. Điểm ảnh cũ thì bị cắt đi mất rồi, điểm ảnh hiện tại thì đang trôi nổi phía trên, muốn kéo đi đâu thì kéo. Thế còn đến lúc nào mà tôi làm sao đây ạ? Tôi hủy bỏ vùng chọn bằng lệnh Ctrl D chẳng hạn, thì cái điểm ảnh trôi nổi đó sẽ được dán vào vị trí mới. Vị trí cũ mất đi và nó sẽ được dán vào vị trí mới như thế này. Còn trong trường hợp nếu như mà tôi đang kéo nó mà tôi lại nhấn phím An trên bàn phím chẳng hạn, thì mỗi một lần tôi dừng lại ở đâu thì nó lại nhân bản cái vùng điểm ảnh đó tại vị trí mới. Cứ nhả chuột ra là nó sẽ dán cái vùng ảnh đó vào vị trí mới, trong khi cái vùng trôi nổi vẫn có. Thế đấy là một vài khái niệm ban đầu về cái vùng chọn. Tiếp nữa chúng ta xem xét những cái tính chất của cái vùng chọn như sau. Tôi có một vùng chọn, ví dụ tôi muốn chọn lựa quả dưa. Nếu mà tôi vẽ một cái vùng đủ to thì tôi sẽ chọn được quả dưa này ở trong phạm vi vùng chọn của tôi. Tuy nhiên nếu như mà tôi vẽ một cái vùng chọn mà đến đây tôi bị tuột tay chuột ra, ví dụ vậy, thì tôi chưa lấy hết được quả dưa. Nhưng do cái vùng chọn này là vùng trôi nổi, tôi có thể kéo nó xuống, lùi xuống một tí,
để nó lấy hết quả dưa. Ok, cách này là một cách có thể sử dụng được. Nhưng trường hợp sẽ ra sao nếu như cái vùng chọn tôi vẽ mới đến đây thôi, bé thế này mà tôi đã tuột tay rồi và kết thúc cái thao tác chọn vùng chọn, thì tôi không thể lấy quả dưa này được. Vùng chọn quá bé, tôi có thể kéo nó xuống dưới thì lại hở đầu, kéo lên trên thì hở chân. Vậy thì có hai cách. Một là chúng ta sẽ hủy bỏ vùng chọn này đi, vẽ lại vùng chọn khác cho to hơn để lấy được toàn bộ cái khu vực mà chúng ta muốn. Hoặc chúng ta sẽ tiến hành điều chỉnh, thay đổi kích thước cho cái vùng chọn này, hoặc là thêm cái vùng chọn mới vào để mở rộng nó ra. Để thay đổi kích thước của vùng chọn thì chúng ta lại vào menu Select. Trong menu Select này thì chúng ta có một lệnh để điều chỉnh, đó gọi là lệnh Transform Selection. Khi bấm vào đây, các bạn sẽ để ý thấy là giữa bốn cạnh và bốn góc của cái vùng chọn đang hiện hành này, nó xuất hiện những cái tay nắm hình vuông. Và bằng việc bấm vào một trong các tay nắm hình vuông này, chúng ta có thể co kéo và thay đổi kích thước của cái vùng chọn hiện hành. Sau khi mà chúng ta co kéo thay đổi kích thước của nó thì chúng ta có thể là xác nhận là cái thao tác này đã xong bằng mấy cách như sau. Một là các bạn nhấn Enter trên màn phím, hai là các bạn nhấp đúp chuột vào trong màn hình, và ba là các bạn bấm vào cái nút Commit ở trên này để xác nhận thao tác đã xong. Và sau khi làm xong thì cái tay nắm điều khiển nó biến đi và chúng ta sẽ có một cái vùng chọn mới lớn bao được chính xác cái khu vực mà chúng ta cần. Đấy là thao tác chỉnh sửa vùng chọn bằng menu Select với lệnh Transform Selection. Thế còn nếu như mà chúng ta thêm vào thì sao? Thêm một vùng chọn nữa vào để mở rộng nó ra thì chúng ta làm như sau. Cứ để nguyên cái vùng chọn hiện hành như thế này đi. Tôi sẽ mở rộng nó ra bằng cách vẽ thêm vùng chọn mới và dùng vùng chọn mới đó kết hợp với vùng chọn cũ để mở rộng nó ra. Thao tác rất dễ như sau. Các bạn giữ Shift. Lúc này các bạn để ý là cái trỏ chuột nó xuất hiện thêm cái dấu cộng. Và tôi sẽ vẫn giữ phím Shift đó, tôi vẽ, nhấp chuột tôi vẽ thêm một vùng chọn mới. Vùng chọn mới này giao cắt với vùng chọn cũ thì nó sẽ trộn luôn hai vùng vào với nhau, trở thành một vùng lớn hơn. Và lúc này tôi sẽ có một vùng chọn bao được cái khu vực mà tôi muốn. Tất nhiên không phải lúc nào cũng phải là giao nhau. Nếu như mà tôi vẽ một cái vùng nào đó mới thêm như thế này nhưng nó không giao vùng chọn cũ thì nó sẽ trở thành một vùng chọn nó có hai khu vực đấy nằm cách nhau. Tuy nhiên dù là một khu vực giao vào nhau thì thành một khu vực lớn hay là nằm cách nhau ra như thế này thì đây vẫn chỉ gọi là một vùng chọn thôi. Trong một thời điểm, các bạn nhớ là chỉ có duy nhất một vùng chọn được phép hoạt động chứ không phải là hai vùng chọn. Tôi có thể kiểm chứng bằng cách ví dụ như là tôi ra lệnh tô edit fill. Đây, các bạn thấy là lệnh tô tôi ra và nó tô một lần vào cả hai ô này, có nghĩa là hai thằng này chỉ là một thôi nhưng nó chia thành nhiều mảnh. Như vậy là chúng ta biết thêm cái cách là điều chỉnh kích thước của một cái vùng chọn. Vừa rồi là thêm, bớt có bớt được không? Đấy, ví dụ tôi vẽ một vùng chọn rất to, cái mà tôi cần là quả dưa này thôi, nhưng mà tôi vẽ to như thế này thì tôi sẽ lấy rất là nhiều cái nền trắng thừa bên ngoài, do đó bây giờ tôi muốn cắt bớt nó đi. Cũng có thể là vào Select Transform để thu nhỏ lại, nhưng mà ngược lại với cách làm vừa nãy. Hoặc tôi có thể nhấn phím An trên bàn phím, tôi vẽ một cái vùng chọn mới. Vùng chọn mới giao cắt với vùng chọn cũ ở đâu thì cứ giao cắt ở đâu là nó sẽ xén cái vùng chọn cũ đi bấy nhiêu ở cái vùng giao cắt. Bằng cách như thế này thì tôi có thể là thu hẹp bớt cái vùng chọn lại và sát hơn với cái hình mà tôi cần. Thế còn một trường hợp nữa đặc biệt hơn là nếu như mà tôi vẽ ra một vùng chọn mới mà giao cắt với vùng chọn cũ thì nó sẽ giữ lại những phần giao cắt và loại bỏ những phần không giao cắt nhau. Trường hợp này thì không phải giữ Shift cũng không phải giữ A mà chúng ta giữ cả hai phím, cả Shift và A. Lúc này khi tôi vẽ một cái vùng chọn thì vùng chọn cũ, vùng chọn mới giao nhau thì nó sẽ vứt hết tất cả những phần không giao nhau và chỉ giữ lại phần giao nhau thôi. Như vậy là chúng ta có mấy cách để thay đổi kích thước của các vùng chọn. Và còn một cái thao tác nữa chúng ta có thể sử dụng, đó là sử dụng các cái hỗ trợ ở trên thanh Option. Như tôi đã giới thiệu ban đầu, thanh Option là một cái thanh rất quan trọng trong quá trình làm việc của chúng ta. Tương ứng với mỗi một công cụ hoặc là mỗi một lệnh nào đó mà chúng ta xử lý thì nó luôn luôn xuất hiện những cái sự hỗ trợ cần thiết, một sự hỗ trợ phù hợp ở trên thanh Option này. Thì các bạn nhìn thấy ở trên cái khu vực này thì có bốn cái icon nằm liên tiếp nhau.
lần lượt là new đó, rồi new selection này, add to selection, subtract from selection và intersect with selection, thì nó đại diện mấy thứ như sau. Mặc định ban đầu thì chúng ta có new. New có nghĩa là như nào? New có nghĩa là như vừa nãy tôi nói, luôn luôn sẽ chỉ tồn tại một vùng chọn, và nếu như vùng chọn thứ hai xuất hiện thì vùng chọn thứ hai này sẽ tự động hủy bỏ vùng chọn cũ đi, để giữ cái tình trạng là luôn luôn chỉ có một vùng chọn ở trong một thời điểm. Thì cái này là mặc định rồi. Còn trong trường hợp mà tôi chuyển sang trường hợp cái icon thứ hai, add to selection, thì khi tôi bấm vào đây, các bạn sẽ thấy là cái dấu cộng sẽ xuất hiện ở trỏ chuột. Và nếu như tôi vẽ bất kỳ một cái vùng chọn mới nào thì vùng chọn này sẽ được thêm vào so với vùng chọn cũ. Mọi cái sự vẽ thêm nó đều thêm vào cái vùng chọn cũ để mở rộng ra cả. Cái này tương ứng với cái thao tác mà giữ phím shift, nhưng bây giờ tôi không phải giữ phím shift nữa mà tôi bấm đặt chế độ này. Còn trường hợp cái icon thứ ba, subtract from selection, nếu bấm vào đây thì tương ứng với cái thao tác giữ phím an, nhưng bây giờ tôi không phải giữ phím an nữa đấy, mà tôi cứ vẽ là giao cắt với vùng chọn cũ ở đâu là nó sẽ xén đi ở đó, đúng cái phần giao cắt với nhau. Còn trường hợp thứ tư, trường hợp cuối cùng, nó gọi là trường hợp mà intersect with selection, thì là nó sẽ giữ lại cái phần mà giao nhau giữa hai đối tượng vùng chọn mới và vùng chọn cũ, và những cái phần nào mà nằm ngoài còn giao nhau sẽ bị xóa đi. Cái này tương ứng với cái thao tác là giữ shift và alt. Tuy nhiên thì chúng ta hay dùng cái nào, thì thực ra là chúng ta sẽ để ở cái chế độ new selection này. Vì sao? Vì các thao tác chúng ta bấm vào đây thì nó quá cứng lại trong một chế độ, nó rất là khó chịu trong lúc dùng. Tại vì hoặc là nó sẽ luôn luôn thêm vào, hoặc là luôn luôn bớt đi, hoặc là luôn luôn là giữ lại phần giao nhau, nó sẽ rất là thiếu cái tính linh hoạt. Trong khi với cái new này thì chúng ta sẽ dễ dàng làm việc hơn. Còn các chế độ khác thì chúng ta chỉ cần giữ shift, giữ alt hoặc là giữ cả shift alt, xong việc này chúng ta nhạc phím ra là xong, thì nó sẽ tiện hơn. Và đấy là cái cách mà chúng ta có thể là thao tác để thêm bớt xử lý các vùng chọn của mình. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm gọi là khái niệm feather. Thì trên thanh option này thì các bạn sẽ nhìn thấy là có một cái trường gọi là feather với cái tham số đang đặt là 0px. Px này chính là cái cách viết tắt của pixel, là điểm ảnh. Hiện tại bây giờ chúng ta đang làm việc với cái chế độ là 0px ở trong feather này. Nếu như bây giờ tôi đặt một cái tham số khác không vào đây thì nó sẽ tác động như thế nào tới cái vùng chọn của chúng ta? Bây giờ chúng ta cùng nhau xem nhé. Tôi sẽ vẽ ra một vùng chọn. Tôi thiết lập lệnh tô. Và chúng ta sẽ thấy là màu tô được tô vào trong vùng chọn này, giống như chúng ta vừa giải thích với nhau vừa nãy. Điểm dễ nhận biết nhất là gì? Không có bất cứ một tí tẹo màu nào lấn ra khỏi cái vùng ranh giới mà chúng ta đã quy định cho nó. Ngoan ngoãn chấp hành, rất là chuẩn. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ lại vẽ ra một vùng chọn mới nữa. Nhưng lúc này thì tôi sẽ điền thêm một tham số vào đây, ví dụ 10 pixel. Và tôi sẽ nhấp, tôi vẽ thêm một cái vùng nó cũng tương tự như là cái vùng vừa nãy. Điểm dễ nhận thấy là gì? Khi mà tôi nhả chuột ra thì cái vùng chọn của tôi nó không còn cái góc vuông giống như vừa nãy nữa. Vừa nãy là tôi vẽ xong là nó là một hình chữ nhật với các góc vuông. Bây giờ thì nhả chuột ra một cái là nó sẽ gọt thành cái góc tròn như thế này. Đấy là cái thị giác mà chúng ta rất dễ nhận ra. Tuy nhiên điểm khác không chỉ dừng lại ở đây. Bây giờ chúng ta thử bằng lệnh tô như vừa nãy, edit fill, cũng vẫn tô bằng màu xanh như vừa nãy chẳng hạn. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái kết quả rất rất khác. Ở hình bên trái của chúng ta thì cái phạm vi vùng chọn nó quy định cái thao tác làm việc chỉ được diễn ra trong đó, không có lấn màu ra phía ngoài như nào. Thứ nữa là các màu tô ở trong diện tích này nó rất là đều nhau, bên trái cũng như bên phải, bên trên cũng như bên dưới, ở tâm cũng như ở rìa là một màu duy nhất, giống nhau, đều nhau. Tuy nhiên là ở trong cái ví dụ thứ hai này thì chúng ta thấy rằng là nó rất là khác. Khác ở chỗ nào? Thứ nhất là màu không đều nhau. Ở chúng ta thấy là ở tâm thì đậm hơn, ở ngoài rìa thì nhạt hơn. Thế và một điểm nữa cực kỳ quan trọng là có vẻ như vùng chọn không cấm được cái thao tác này lấn ra ngoài. Ở bên trái
rõ ràng vùng chọn đến đâu là thao tác tô màu chỉ nằm ở trong cái ranh giới đó thôi, không vượt ra khỏi cái vùng chọn mà chúng ta đã thiết lập. Nhưng mà ở trong cái ví dụ này thì chúng ta thấy là màu đã tô ra ngoài, lý do là do chúng ta đã gán cái giá trị phasor này vào đây, một cái vùng ảnh hưởng được lập ra, và cái tham số và cái vùng ảnh hưởng này cho phép càng lớn thì cái thao tác của chúng ta là được phép vượt khỏi cái vùng chọn càng lớn. Thì như vậy thì lúc nào thì chúng ta gán phasor và lúc nào không gán phasor, thì quan sát trên thực tế thì các bạn nhìn thấy là những cái gì mà không có phasor thì nó rõ ràng, minh bạch, sắc nét. Thì trong cái thao tác khi nào mà chúng ta cần một cái gì đó rõ ràng, minh bạch, sắc nét thì chúng ta sẽ sử dụng vùng chọn bình thường như thế này. Còn lúc nào mà chúng ta cần có một cái gì đó cần phải giấu bớt cái đường viền đi, cần phải nhòe vào nhau, cần phải trộn vào nhau, cần phải có một cái gì đó mà nó mơ hồ thì chúng ta sẽ gán phasor vào cho cái vùng chọn trước khi mà làm việc. Tuy nhiên thì lại có một cái vấn đề mà chúng ta cần phải nhắc nhở với nhau, đó là có nên sử dụng cái phasor ở đây hay không. Thì câu trả lời là không. Lý do vì sao? Vì nếu chúng ta gán một cái giá trị phasor vào đây thì bất cứ cái lúc nào chúng ta vẽ ra một cái vùng chọn mới thì nó cũng sẽ gán luôn cái phasor đó vào cho cái vùng chọn vừa mới tạo. Đây ví dụ tôi cho một tham số vào đây, tôi vẽ một vùng chọn, ok, đây cứ có phasor thì các bạn sẽ thấy là nó về tròn góc là như thế này. Một vùng lớn hơn nhé cũng bị về tròn góc, một vùng bé xíu nhé cũng về tròn góc, có nghĩa là luôn luôn bị tồn tại cái tham số này bất biến, và do đó thì chúng ta cứ vẽ một cái là nó sẽ gán phasor sẵn, mà không phải lúc nào chúng ta cũng cần. Do đó thì khuyến cáo là cứ để cái giá trị không mặc định này đi. Thế còn muốn gán một cái phasor trong vùng chọn thì chúng ta sẽ làm ở trong menu select, tại vì vùng chọn sẽ được quản lý trong này. Các bạn vẽ ra một vùng chọn đi, sau đó thì vào menu select. Trong menu select này các bạn vào modify và các bạn tìm xuống cái lệnh dưới cùng ở trong cái menu con sổ ra, thì các bạn cũng sẽ tìm thấy cái lệnh phasor ở đây. Hoặc nếu mà nhớ phím tắt thì các bạn chỉ cần chọn Shift F6 là nó sẽ ra. Với lệnh Shift F6 này, hộp thoại mở ra cho phép các bạn gán cái tham số này, sau đó nhấp OK thì chúng ta sẽ cũng thấy là cái phasor được gán cho cái vùng chọn của chúng ta. Tuy nhiên điểm khác biệt là gì? Điểm khác biệt sau khi mà tôi vẽ một vùng chọn mới thì vùng chọn mới này không liên quan gì tới cái phasor đó nữa. Cái này là những cái lệnh mà áp dụng một lần và duy nhất đấy, không liên quan đến các thao tác lần sau. Do đó nếu như mà chúng ta có làm việc với phasor thì nên làm việc ở trong menu select chứ không làm việc ở thanh option. Mặc dù là làm việc ở thanh option rất là tiện đấy, nhưng mà cứ làm xong thì chúng ta lại phải có cái thao tác là trả nó về không thì rất là bất tiện. Thế đấy là cái khái niệm về phasor. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét tiếp một cái khái niệm nữa, vừa là vùng chọn mà vừa giới thiệu luôn về cái công cụ Marquee. Công cụ Marquee là một cái công cụ giúp chúng ta tạo vùng chọn với cái hình học rất là cơ bản. Nó là hai cái dạng vùng chọn có hình chữ nhật và hình ellipse. Hiện tại chúng ta đang sử dụng cái công cụ Rectangular Marquee là có hình chữ nhật. Thao tác thì như các bạn vừa thấy rồi đấy, chúng ta làm rất là đơn giản, đó là nhấp chuột chọn công cụ, sau đó đưa vào trong màn hình và kéo ra một cái vùng chọn có hình chữ nhật cao thấp ngắn dài rộng hẹp tùy tay. Thế thì cái chế độ này thì nó phụ thuộc vào cái gì? Chúng ta quan sát ở trên này thì chúng ta thấy có một cái trường gọi là trường style, và nếu mà chúng ta sổ danh sách này ra thì chúng ta sẽ thấy rằng ngoài cái chế độ normal đang được gán sẵn thì nó còn cho chúng ta ba chế độ nữa, bao gồm là fix ratio, fix size. Chế độ normal là chế độ mặc định, và như các bạn vừa thấy nó làm việc rất linh hoạt, dài ngắn rộng hẹp cao thấp thế nào tùy, rất nhanh, kéo sao thì nó ra vậy. Đấy là cách mà chương trình để mặc định cho chúng ta. Còn nếu chúng ta chuyển sang một cái chế độ mới thì sao? Fix ratio. Khi tôi chọn vào đây thì nó xuất hiện thêm hai trường ở bên cạnh được kích hoạt lên, đó là trường chiều rộng và chiều cao. Và ở trong các cái ô bên cạnh này thì các bạn đang nhìn thấy có thêm hai cái tham số 1 và 1. Nếu như tôi nhấp chuột tôi vẽ
thì có điều gì khác với lại cái normal vừa nãy. Tôi vẽ ra một vùng tròn này. Ok, tôi vẽ ra vùng tròn to hơn này, tôi vẽ ra vùng tròn to nữa này. Thì điểm dễ nhận thấy là bất chấp về mặt kích thước to hay nhỏ, nhưng mà hình dáng và tỷ lệ nó tuân thủ theo cái tham số mà chúng ta đang nhìn thấy trên thanh option kia là 1 và 1. Có nghĩa là rộng 1, cao 1, và chúng ta sẽ có một vùng tròn là hình chữ nhật. Và như thế thì nó sẽ khóa vào cái tỷ lệ này, không cần quan tâm là kích thước. Nếu mà tôi thay đổi cái tỷ lệ này đi thì sao? Ví dụ 1, 2 thì sao? Thì cũng tương tự như thế, tôi có thể vẽ các hình có thể là bé, trung bình hoặc là to hoặc là rất to, nhưng nó cũng sẽ khóa vào tỷ lệ cho tôi là theo cái tham số mà tôi đã thiết lập ở đây, và luôn luôn chính xác cái tỷ lệ này. Thế còn trường hợp thứ ba, fix size thì sao? Cũng vẫn tồn tại hai cái ô chiều rộng và chiều cao, nhưng thay vì chỉ có số trong này thì chúng ta có thêm đơn vị, đó là pixel, đại diện là chữ px. Và nếu như tôi vẽ vùng tròn ra thì thao tác không cần phải kéo giống như vừa rồi nữa, mà tôi chỉ cần làm một thao tác rất đơn giản, đó là kích chuột vào một nơi nào đó ở trên màn hình. Thì từ cái điểm tôi kích chuột, nó sẽ tự động phát triển ra một cái vùng tròn có kích thước dài và rộng đúng bằng cái tham số mà đang điền ở đây. Và nó sẽ mở ra ở góc độ như thế nào? Điểm tôi kích chuột được coi là điểm trên cùng bên trái của vùng tròn, nó sẽ mở rộng sang phía bên phải và mở rộng xuống phía dưới để tạo ra cái vùng tròn như được yêu cầu ở trong hai cái trường kia. Có thể thay tham số được không? Có thể thay số lượng được không? Tôi thích thì tôi có thể điền vào đây, ví dụ 100 x 100 thay vì 64 x 64 nhé. Kích chuột một cái, tôi sẽ có một cái vùng tròn 100 x 100 ở đây, rất chính xác luôn. Thế bây giờ câu hỏi đặt ra có hai thứ: một là chế độ nào được dùng thường xuyên hơn, và thứ hai là các chế độ này nó phù hợp với những công việc gì. Chế độ thường xuyên thì như các bạn thấy rồi, cái gì được đặt mặc định cái đấy chính là cái thường xuyên, thì đấy chính là normal. Nó giúp cho chúng ta thao tác hết sức là đơn giản và nhanh, và tùy biến rất là dễ, dài ngắn rộng hẹp cao thấp, đúng không? Vẽ sang trái, vẽ sang phải, vẽ từ dưới lên trên, vẽ từ trên xuống dưới, thế nào cũng được. Đây, dài nha, cao nha, rộng nha, hẹp nha, to nhá, nhỏ nhá, đúng không? Vẽ từ trên xuống dưới, từ trái sang phải nhá, vẽ từ trên xuống dưới, từ phải sang trái nhá, vẽ từ dưới ngược lên trên nhá, cách nào cũng xong, rất là thoải mái. Thế còn cái trường hợp fix ratio thì sao? Fix ratio thì giúp cho chúng ta khóa được về mặt tỷ lệ, nhưng lại không xác định được về mặt kích thước. Đấy, nó chỉ xác định về mặt tỷ lệ thôi. Thế thì cái cách này thì hơi mơ hồ, nhưng mà nó quản được cho chúng ta về mặt tỷ lệ của hai chiều chọn được tạo ra. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt là ngoài cái việc là điền tham số vào đây, thì chúng ta có một cái cách làm như sau. Các tỷ lệ mà không phải 1:1 như cái mặc định ban đầu ấy, thì chúng ta không nói, chúng ta buộc phải điền số vào. Nhưng nếu mà với tỷ lệ 1:1 thì thay vì việc là chọn fix ratio, tôi có thể để chế độ normal này. Nhưng khi vẽ, tôi nhấn giữ phím shift thì mặc nhiên nó sẽ khóa tỷ lệ cho tôi thành 1:1 rồi. Tôi cũng không cần phải chuyển sang cái chế độ fix ratio. Do đó, nếu như cần một cái tham số nào khác với 1:1 thì lúc đấy các bạn mới cần phải điền tham số vào thôi. Còn nếu không thì hãy để normal, giữ thêm phím shift mà vẽ thì là nó sẽ tạo ra cái tỷ lệ 1:1 luôn cho các bạn. Thế còn trường hợp mà fix size thì sao? Fix size thì nó cũng cần thiết đấy. Trong một số trường hợp cụ thể, ví dụ như là các bạn thiết kế một cái giao diện website, các bạn thiết kế một cái giao diện mobile, thì nó đòi hỏi một sự chính xác về độ rộng của màn hình, do đó liên quan tới độ rộng của thiết kế. Sai lệch một vài pixel nó sẽ dẫn tới là hiển thị không tốt ở trên màn hình, không chuẩn ở trên màn hình, do đó chúng ta cần phải làm một cách chuẩn xác. Hoặc là trong cái môi trường mà mạng xã hội bây giờ chúng ta sử dụng rất là nhiều, các bạn thấy là từ xưa khi mà chúng ta sử dụng cái Yahoo chat, chúng ta có vài cái biểu tượng mặt cười mặt khóc. Thế rồi sau này phát triển rộng lên hơn nữa thì nó có những cái bộ sticker, những cái biểu tượng đa dạng hơn rất là nhiều.
Tuy nhiên là nội dung có thể khác nhau, nhưng mà những cái sticker đó, những cái biểu tượng đó thì nó tuân thủ theo một số các cái kích cỡ nhất định. Và việc mà chúng ta tạo ra các biểu tượng như thế, các icon như thế, hay là các sticker như thế, thì nó sẽ phải tuân thủ theo các quy định, và rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu, dài ngắn rộng hẹp thế nào thì nó có quy cách. Và do đó thì chúng ta muốn làm cho nó chuẩn thì chúng ta phải thiết lập được cái bục chọn như thế, nó mới đảm bảo được cái tính thống nhất, đảm bảo cái sự chính xác đó. Thế còn đối với các cái thao tác khác thì các bạn gần như là cứ để ở chế độ normal thôi, tại vì trừ những cái việc mà thiết kế vài cái icon nó đòi hỏi tuyệt đối chính xác, hoặc là cái thiết kế cái độ cái giao diện cho các cái mobile chẳng hạn thì nó đòi hỏi tương đối chính xác ra, thì các cái loại khác thì nó cũng rất là thoải mái đấy, vênh nhau và pixel nó không là cái gì cả, nhất là trong in ấn, thiết kế in ấn mà dạng là in offset đấy, thì kể cả vài chục pixel cũng không là cái gì với lại cái độ phân giải 200 pixel trên hình đó. Cho nên là chúng ta cũng thấy là cái chế độ normal này là cái chế độ được ưu tiên và chúng ta sẽ sử dụng nhiều nhất, thông dụng nhất. Thế còn tiếp theo thì tôi muốn nói thêm một tí về cái công cụ Elliptic Marquee. Elliptic Marquee thì nó là cái nhóm nằm cùng với nhóm Marquee, nhưng mà thay vì vẽ ra hình chữ nhật thì nó sẽ vẽ ra hình ellipse. Khác nhau duy nhất và rõ nhất đấy là khác nhau về hình khi mà vùng chọn được tạo ra. Thế vào cùng một nhóm như thế này thì các bạn thấy rằng là trong một hộp công cụ thì thường là nó chứa nhiều công cụ cùng nhóm, và để mở cái này ra thì chúng ta sẽ làm theo thao tác là gì đấy, nhấp giữ chuột một xíu, chỗ khoảng trên 1 giây thì nó sẽ mở hộp công cụ ẩn này ra và cho phép chúng ta chọn những công cụ nằm cùng trong nhóm. Và một điểm đặc biệt thì các bạn nhìn thấy là chúng ta chọn cái công cụ nào thì nó có cái dấu hình vuông nhỏ nhỏ đánh dấu ở đằng trước. Tuy nhiên nếu mà gọi bằng phím tắt thì các bạn nhìn thấy là nó gắn sẵn cái phím tắt cho chúng ta là phím M ở đây. Thế thì có thể gọi được nó hay không? Thì ví dụ tôi nhấn M để xem thì tôi gọi được sang công cụ Marquee. Nhưng mà trong đó thì hai công cụ đều sử dụng chung phím M. Vậy thì làm sao để gọi được cái công cụ mình muốn? Ví dụ bây giờ đang mặc định đang để là Elliptic Marquee. Bây giờ tôi lại không thích Elliptic Marquee, tôi lại muốn là Rectangular cơ. Nhấn M lần nữa nó có ra không? Không ra. Vậy thì làm sao để mà chuyển? Thì chúng ta nhớ cái thao tác như thế này. Thực ra thì thao tác này không phải riêng gì cho Marquee mà nó quy tắc chung cho tất cả các công cụ mà có chung phím tắt. Đó là giữ Shift và nhấn cái phím tắt được quy định thì nó sẽ quay đi quay lại giữa các cái công cụ đó. Chúng ta quan sát ở trên hộp công cụ, chúng ta sẽ thấy rõ là công cụ nào mà đang được gọi, và thấy đúng công cụ của chúng ta cần rồi chúng ta dừng lại và đưa chuột vào đây và thao tác. Thế thì về công cụ vẽ hình Elliptic thì mọi option, mọi thiết lập của nó đều giống hệt như là công cụ Rectangular Marquee, tôi sẽ không cần phải nói lại nữa. Khác nhau trừ có mỗi cái là một thằng ra hình chữ nhật và một thằng ra hình ellipse thôi. Tuy nhiên có một điểm mà chúng ta cần phải lưu ý, đó là khi tôi chuyển từ cái công cụ Rectangular sang công cụ Elliptic thì các bạn thấy là có một cái trường vừa nãy là nó đang chìm, bây giờ là kích hoạt lên, đó gọi là cái trường cái dấu tích đánh dấu và anti-alias này. Thì cái này tại sao lại xuất hiện, tại sao ở Marquee nó không ra mà Rectangular Marquee không ra mà Elliptic Marquee lại ra, thì chúng ta tìm hiểu một chút về cái này nhé. Để mà thấy được cái sự khác biệt của nó thì chúng ta xem như sau. Tôi sẽ chọn công cụ Elliptic, sau đó thì tôi trước hết là tôi đánh dấu, tôi bỏ cái anti-alias này đi để xem nếu không có nó thì cái vùng chọn nó sẽ như thế nào, và tôi sẽ làm một cách chính xác là tôi chọn fix size rồi đi, tôi điền vào đây là 100 pixel và 100 pixel. Ok, đến đây tôi kích chuột một cái là tôi sẽ vẽ ra một cái vùng chọn là 100 nhân 100 pixel và nó sẽ có hình ellipse. Theo các bạn, cái vùng này nó có tròn hay không? Có thực sự tròn không ạ? Tại sao lại không và tại sao lại có? Không, bởi vì bây giờ chúng ta lại quay lại cái khái niệm vùng chọn sinh ra để làm gì thì chúng ta mới trả lời được câu hỏi đó, đúng không?
Vùng chọn vừa nãy chúng ta nói rằng là sinh ra là để chọn các cái pixel hay các điểm ảnh ở trong bức ảnh. Thế mà pixel hay các điểm ảnh thì vừa nãy chúng ta đã trao đổi với nhau rồi, nó là có hình vuông. Bây giờ nếu như chúng ta có một tổ hợp của các hình vuông thì liệu chu vi của nó có là hình tròn hay không? Không thể có hình tròn được khi cái mà chúng ta đang chọn là một lô các hình vuông. Do đó thì khi chúng ta tạo ra một cái vùng chọn thì nó chỉ có một cái tính chất gần tròn thôi. Cái cạnh của nó thì nó sẽ khấp khểnh theo kiểu răng cưa hay là bậc thang như thế này. Và đấy là lý do phát sinh ra cái gọi là anti-aliasing. Bây giờ chúng ta làm thử thao tác nhé. Bây giờ tôi lại đánh dấu cái này. Và tôi lại vẫn chọn fix size, vẫn vẽ ra một cái 100% như thế này. Bây giờ tôi chuyển sang chế độ gì đây ạ? Thêm vào. Đó, tôi vẽ thêm một cái nữa. Vậy thì về kích thước là hai thằng này giống nhau, đều là 100%. Đó, đều là hình tròn. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành là tô màu để so sánh. Edit Fill. Cùng một chế độ tô giống nhau. Bây giờ chúng ta cùng phóng lớn lên để chúng ta quan sát hình bên trái và hình bên phải. Hình bên trái này, vùng chọn vẫn còn đúng không? Và màu chúng ta tô vào, chúng ta sẽ thấy rằng là nó không vượt ra ngoài một tí nhẹo nào cả, nằm rất ngoan ngoãn ở trong cái phạm vi vùng chọn vừa rồi. Bây giờ chúng ta quan sát hình bên phải, vùng chọn vẫn còn. Bây giờ tôi thấy có hai điểm khác biệt. Một là màu không thuần nhất ở phía bên phải. Tại một số điểm thì các bạn nhìn thấy là có xuất hiện một số cái màu xanh nhạt hơn so với cái màu xanh ở phía bên trái này. Đây, ví dụ ở vị trí này, ở vị trí này. Đấy là ở bên trong vùng chọn nhé. Thế còn một số vùng nữa thì là chúng ta thấy màu nó tô vượt ra ngoài vùng chọn một tí. Cái này thì hơi khác so với lại cái khái niệm feather. Feather vừa rồi nó tô ra rất nhiều, tô ra ngoài nhiều. Còn ở đây thì nó tô ra một xíu xíu thôi, chỉ một pixel ra ngoài thôi. Và nó hay tô vào cái khu vực những cái điểm gãy góc của cái vùng chọn. Thế thì đây chính là cái tác dụng của cái đánh dấu cái tùy chọn anti-alias này. Tức là nó sẽ tô bù vào những cái điểm gãy ở vùng chọn để lừa mắt cho chúng ta hình dung ra đây là một cái vùng tròn thật sự. Đây, bây giờ các bạn quan sát nhé. Tôi tạm thời tôi ẩn giấu cái vùng chọn hiện hành đi bằng cách nhấn Ctrl H. Vùng chọn vẫn còn đấy, nhưng mà nó bị ẩn đi. Và các bạn quan sát hai cái hình này xem. Rõ ràng là hình bên trái rất gai, khấp khểnh như bậc thang hay răng cưa, trong khi hình bên phải thì nó mịn hơn. Đây là quan sát ở mức độ gần và tương đối to. Nhưng nếu mà bây giờ tôi thu nhỏ lại một chút nữa, thu nhỏ nữa thì các bạn sẽ thấy ở một mức độ nào đó, kể cả thu nhỏ như thế này, chúng ta cũng sẽ thấy là hình bên phải mịn hơn, tròn hơn so với hình bên trái. Đấy chính là cái tác dụng của anti-alias, một cái lệnh để cho phép tô bù vào những cái điểm gãy ở các đường cong, giúp cho lừa mắt để thấy rằng là à, cái này nó tròn thật, nó cong thật, nó không bị gai nữa. Đấy, hay là chúng ta gọi là hiệu ứng khử răng cưa. Đấy, thì đấy là những cái option mà chúng ta cần nắm được khi mà chúng ta làm việc với lại cái nhóm công cụ Marquee, Rectangular và Elliptic. Ngoài ra thì nó còn có hai công cụ nữa cùng trong nhóm, đó là Single Row và Single Column. Thì hai cái này thì không có phím tắt và chúng ta gọi nó thì chúng ta phải bấm chọn công cụ thực sự. Ai này thì nó có đặc điểm là luôn luôn sẽ có một chiều nào đó là một pixel, hoặc là chiều ngang một pixel, hoặc là chiều cao một pixel. Single row thì sẽ rộng bằng toàn bộ cái bức ảnh nhưng mà chỉ cao bằng một pixel thôi. Thế còn single column thì nó sẽ cao bằng bức ảnh nhưng mà chỉ rộng bằng một pixel thôi. Và nó sẽ không thể gán feather, tại vì là feather gán vào đây thì nó sẽ mất luôn vùng chọn đi. Đấy, tại vì nó chỉ rộng một pixel thôi. Các option này, style này sẽ không có. Vì sao? Vì nó sẽ bị khóa một chiều rồi, còn một chiều kia là chiều bất định, không thể tính được. Cho nên những cái option kia là không làm được. Tuy nhiên, những cái thao tác giữ shift hay giữ alt vân vân để mà chúng ta thêm hay bớt vùng chọn thì chúng ta vẫn có thể sử dụng giống như là cái marquee ở phía trên. Thế mà như vậy là chúng ta vừa mới làm quen với cái nhóm công cụ đầu tiên, nhóm công cụ marquee, để chúng ta tạo ra vùng chọn, và chúng ta cũng đã làm quen một số khái niệm cơ bản về vùng chọn và cái vai trò của nó để làm gì một cách sơ khởi nhất ở trong Photoshop.
Thế bây giờ các bạn thử nghiệm một chút với các cái thứ mà chúng ta vừa trao đổi. Sau khi mà nắm được rồi, nếu mà có gì thắc mắc thì chúng ta hỏi, giải đáp, dứt điểm. Tại vì đây là những khái niệm cơ bản nhất mà chúng ta cần phải nắm. Giải quyết xong nó, chúng ta sẽ giới thiệu tiếp tới các nhóm công cụ tiếp theo.